một đàn em nữa cùng với Tuấn Dũng bị sờ gáy. Vũ Văn Ninh là một quan chức chuyên ngành về tài chính kế toán. Ông này đã kết thân với Nguyễn Tấn Dũng khi Dũng là phó thủ tướng kiêm thống đốc ngân hàng nhà nước. Năm 2006, Dũng lên làm thủ tướng, kéo Vũ Văn Ninh về làm bộ trưởng bộ tài chính cho chính phủ của Dũng. Đến nhiệm kỳ thứ hai, tức là đại hội 11 năm 2011, Nguyễn Tấn Dũng kéo Vũ Văn Ninh về làm phó thủ tướng phụ trách mảng tài chính ngân hàng. Vũ Văn Ninh, Nguyễn Văn Bình và Trần Bắc Hà đã tạo thành một cái kiềng ba chân vững chắc để thao túng thị trường tài chính Việt Nam. Chính nhóm này đã tạo điều kiện cho công chúa Nguyễn Thanh Phượng tác oai tác quái. Như vậy, sau khi Nguyễn Tấn Dũng hạ được Nguyễn Phú Trọng, thì đàn em của Trọng cũng lại phản đòn. Đợt này, ngoài Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, tư lệnh quân khu 9, thì còn có Vũ Văn Ninh, cánh tay đắc lực của Nguyễn Tấn Dũng cũng bị sờ gáy. Vòng vây Nguyễn Tấn Dũng vẫn cứ siết lại, chứ không được nới ra khi Trọng bệnh như người ta tưởng. Theo báo chí Việt Nam, hôm 5 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát đi thông cáo cho biết cựu Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Vũ Văn Ninh, thời Nguyễn Tấn Dũng, nhiệm kỳ 2011-2016, bị đề nghị kỷ luật vì có vi phạm khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Vi phạm của Ban Cán sự Đảng Giao thông Vận tải và các đồng chí nêu trên, tức là ông Ninh và một số quan chức khác, đã gây thất thoát lớn tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành giao thông, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Báo cáo nhà nước ở Việt Nam cùng ngày đăng lại nguyên văn thông cáo nêu trên mà không đưa bình luận hoặc có thêm chi tiết gì về vi phạm của ông Ninh. Vì đây là thời kỳ nhạy cảm, nếu bình luận thì sẽ chuốc họa vào thân vì chưa biết phe nào thắng, nên họ chỉ mô tả hiện tượng là đủ. Chuyện ông Ninh bị sờ gáy diễn ra trong bối cảnh người ta vẫn chưa rõ bệnh tình của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ như thế nào sau 3 tuần ông này vắng mặt liên tiếp tại các sự kiện quan trọng từ khi bị đột quỵ trong chuyến thăm tỉnh Kiên Giang. Việc cái lò của ông Trọng đốt tới một cựu phó thủ tướng như ông Ninh cũng làm cho một số người hồ hởi, dấy lên suy đoán về khả năng ông Nguyễn Tấn Dũng rồi đây cũng sẽ nằm trong danh sách cựu quan chức có sai phạm gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Nhưng những hy vọng này xem ra khó thành hiện thực. Trước khi ngồi vào ghế phó thủ tướng, ông Ninh từng làm thứ trưởng rồi sau đó là bộ trưởng Bộ Tài chính Cộng sản Việt Nam, chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chủ tịch Hội đồng Quản trị, nay là Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững, trưởng Ban chỉ đạo đề án cơ cấu lại tổ chức tín dụng. Ông Ninh được ghi nhận có bằng cao học tài chính ngân sách, quản trị kinh doanh và bằng lý luận chính trị cao cấp. Một bài trên trang tin tài chính cafef.vn hồi tháng 12 năm 2015 dẫn lời ông Vũ Văn Ninh, Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam đã rất tích cực trong việc cổ phần hóa, có vướng mắc là bàn bạc và tìm giải pháp để tháo gỡ ngay. Một số vấn đề cần phải rút kinh nghiệm đó là cần phải xử lý kịp thời những vướng mắc. Từ thực hiện cổ phần hóa, rút ra điều quan trọng, đó là quá trình cổ phần hóa của bộ này đạt được kết quả này là quyết tâm chính trị của người đứng đầu, mà cụ thể là Bộ trưởng Đinh La Thăng. Bộ trưởng đã tích cực họp với các đơn vị có liên quan để tìm phương án tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp cổ phần hóa. Quá trình cổ phần hóa sắp xếp lại doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam hiện đã hoàn thành cơ bản và có những chính sách, trong đó có những đề xuất cơ chế của bộ đã chuyển thành cơ chế chung. Ví dụ như cơ chế bán vốn theo lô đã tháo gỡ kịp thời những vướng mắc của việc bán vốn nhà nước. Đối với những doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ tỷ lệ chi phối, bộ cũng đã cơ bản hoàn thành. Điều quan trọng là sau cổ phần hóa, những doanh nghiệp này đã nâng cao năng lực hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt, đã thể hiện rõ qua các tiêu chí như tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận đều tăng, trong khi nợ phải trả đã giảm mạnh. Ông Vũ Văn Ninh được trang tin dẫn lời thời điểm đó. Cũng như Vũ Huy Hoàng, ông Vũ Văn Ninh cũng bị sờ gáy khi không còn quyền lực trong tay. Đánh vào Vũ Văn Ninh, chẳng qua đó là một lời tuyên chiến của phe nhóm Nguyễn Phú Trọng muốn gửi đến Nguyễn Tấn Dũng, rằng bọn tao vẫn chưa đầu hàng, bọn tao đang tấn công đây. Và họ cảnh báo là họ làm. Đồng thời với Vũ Văn Ninh là Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, tư lệnh quân khu 9, cũng đã bị kỷ luật cảnh cáo. Chuyện tướng Nguyễn Hoàng Thủy mới là vấn đề đáng xem nhất. Phải tiếp tục. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đột quỵ, xuất huyết não. Hiện nay ông phải điều trị vật lý trị liệu để chữa bệnh liệt nhẹ nửa người và nói khó khăn. Đây là căn bệnh không phải là đặc biệt gì, nhưng để chữa trị thì cần rất nhiều thời gian. Ông Trọng ốm, để lại một khoảng trống quyền lực rất lớn bỏ ngỏ. Đấy là chuyện ai sẽ là người kế nhiệm ông ta.
ai sẽ là người đứng ra gợi ý chọn người kế nhiệm. Là người có trách nhiệm giới thiệu người kế nhiệm, bồi đắp kinh nghiệm cho người kế nhiệm, dường như đến nay ông Trọng chưa rõ ràng trong việc này. Ông đặt ra tiêu chí của người kế nhiệm, rồi thòng thêm câu có trường hợp đặc biệt. Nhìn vào các tiêu chí ông đưa ra thì ai cũng có thể và chẳng ai có thể. Có lẽ nếu chẳng có gì đột biến, ông Trọng sẽ làm tiếp nhiệm kỳ nữa. Một phần người dân thì chỉ quan tâm đến chế độ này sụp đổ, họ chẳng cần quan tâm ai lên thay ông Trọng. Phần khác thì họ nghĩ nếu chế độ vẫn tồn tại thì để ông Trọng làm còn hơn. Người khác thay chắc gì đã tốt hơn. Nhưng một phần khác là phần của những người có quyền lực và tiền bạc thì họ rất quan tâm ai sẽ là người thay ông. Người thay thế ông Trọng lúc này sẽ là người phân chia lại miếng bánh mà các thế lực trong đảng đang dùng hàng ngày. Đây mới là phần đáng nói vì có thực lực. Thành phần loại ba này tung ra những chiêu thức để hạ bệ, kéo chân đối thủ, mặt khác xây dựng hình ảnh của người phe mình lên, ví dụ như là nhà báo Trương Huy San. Hãy nhìn Trương Huy San trong mấy năm gần đây, anh ta miệt thị Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang, Đinh La Thăng là những kẻ hại dân hại nước. Mặt khác, anh ta ca ngợi Nguyễn Xuân Phúc là người có tài kỹ trị, Nguyễn Phú Trọng là người vì dân vì nước, Bí thư Trương Quang Nghĩa của Đà Nẵng là người có phong cách của một chính khách. Cùng với Huy Đức là băng truyền thông Quảng Nam Đà Nẵng như Hoàng Hải Vân, Nguyễn Công Khế, với hội cựu sinh viên miền Nam, cũng dùng những luật điệu như vậy để làm mưa làm gió bao nhiêu năm nay. Thế nhưng, sự đột ngột ngã bệnh của ông Trọng đang được dư luận hứng khởi theo dõi của đám này bỗng nhiên dừng lại. Làm sao có thể chúng tiếp tục việc tấn công các lãnh đạo, các quan chức khác trong thời điểm quý giá này như trước kia? Sở dĩ nói thời điểm quý giá, bởi nếu lúc này hòn bốc quăng đi, lúc thiếu vắng người cầm cái Nguyễn Phú Trọng, hòn chỉ sẽ được quăng lại. Chiến tranh nội bộ của chúng sẽ được phát động. Lần này sẽ có bên đáp trả chứ không im lặng như thời gian trước đây. Ai cũng biết minh chủ của phe Quảng Nam và cựu sinh viên miền Nam là Trương Tấn Sang. Hiện nay Sang đang đẩy mạnh các hoạt động để nâng cao ảnh hưởng của phe mình, nhằm mục đích đưa các đàn em của mình như Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình tiếp cận những vị trí cao hơn. Ai cũng biết Trương Tấn Sang rất căm thù Nguyễn Tấn Dũng. Ai cũng biết Nguyễn Tấn Dũng còn mạnh, nhưng ông ta dường như có vẻ gác kiếm không màng thời cuộc. Lúc này thúc đẩy được phe Trương Tấn Sang tiếp tục tấn công Nguyễn Tấn Dũng, khiến cho Nguyễn Tấn Dũng buộc phải tấn công lại, hoặc không thể ngồi yên nhìn thời cuộc, sẽ giúp cho các phe phái khác củng cố được những yếu điểm của mình. Nếu chưa xây dựng được chế độ đa đảng ở Việt Nam, tốt nhất hãy xây dựng đa phe trong lòng bộ máy cai trị Cộng sản. Vì thế, xin đưa ra đây nội dung lá thư của cựu Bộ trưởng Trương Đình Tuyển, vạch rõ những chuyện mà Trương Tấn Sang sử dụng quân truyền thông tấn công Nguyễn Tấn Dũng hoàn toàn không đúng sự thật, cũng như đưa lại văn bản do chính Trương Tấn Sang đồng ý ký đầu tư ở Venezuela mà bọn bồi bút của Sang, như Hoàng Hải Vân khẳng định, ông Sang phản đối việc đầu tư này. Thư của Trương Đình Tuyển. Những sự thật về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Một trong thể chế chính trị đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo toàn diện, nhà nước và xã hội thì mọi thành tựu tiến bộ cũng như hạn chế, yếu kém đều có vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo đảng và nhà nước, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ chỉ và đã thực hiện nhiệm vụ được giao theo chủ trương, nghị quyết của đảng và hiến pháp, luật pháp của nhà nước. Vì vậy không thể cho rằng tất cả đều do công cũng như tội của Thủ tướng. Đổ hết yếu kém, khuyết điểm cho Thủ tướng là không khách quan. Hai, cho rằng kinh tế xã hội năm 2006 đến 2016 không có thành tựu gì đáng kể, chỉ là hạn chế, yếu kém, khuyết điểm là không đúng. Ba, cho rằng Thủ tướng tham nhũng mà không đưa ra được một chứng cứ cụ thể nào là vu khống bịa đặt. Rất tiếc một số người có trách nhiệm hiểu rất rõ sự thật là im lặng, thậm chí còn khuyến khích việc làm này. Nếu Thủ tướng có tham nhũng thì chắc chắn là đảng và nhà nước đã xử lý kỷ luật và pháp luật đối với ông. Không để ông và các con sinh sống, làm việc bình thường và thực hiện mọi chế độ, chính sách đãi ngộ đối với ông như vậy. 4. Hàng năm Thủ tướng đều có báo cáo kiểm điểm trước Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng, Thủ tướng đã nghiêm túc báo cáo, giải trình và khẳng định tất cả những điều lan truyền trên mạng xã hội, những dư luận đồn thổi được nêu lên từ một số người cho rằng ông tham nhũng là vu khống bịa đặt. Ông cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đảng và nhà nước về những điều ông đã khẳng định này. Bản báo cáo giải trình với 12 điểm ngày 10 tháng 12 năm 2015 của ông đã gửi đến các ủy viên Trung ương Đảng và công khai trên mạng xã hội. 5. Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã xác minh, thẩm tra và đã có kết luận là không có căn cứ nào cho rằng Thủ tướng tham nhũng hay bao che dung túng cho tham nhũng.
vi phạm quy định và kỷ luật của Đảng, pháp luật nhà nước như thông tin đồn thổi và báo cáo phản ảnh dư luận của một số người. Kết luận này đã được thông báo bằng văn bản đến đại biểu Đại hội 12 của Đảng, là kết luận số 122/KLTU ngày 21 tháng 1 năm 2016. 6. Năm 2015, Ban chấp hành Trung ương Đảng, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội, lần đầu tiên bỏ phiếu tín nhiệm, Thủ tướng Chính phủ đã nhận được số phiếu tín nhiệm cao nhất trong các thành viên của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. 7. Trước Đại hội 12 của Đảng, Thủ tướng đã có văn bản xin không tái cử và xin nghỉ hưu theo quy định, đồng thời ký văn bản gửi Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái cử, tiếp tục làm Tổng Bí thư Đảng. Tháng 10 năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Thủ tướng. Tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Bộ Chính trị trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tuy còn không ít hạn chế yếu kém, nhưng thành tựu đạt được là rất to lớn. Hy vọng lá thư sau công văn này khiến phe Trương Tấn Sang cảm thấy bẽ mặt, xấu hổ vì những lời vu khống, sẽ chuộc lại danh dự bằng cách đưa ra những chứng cứ khác để tấn công Nguyễn Tấn Dũng, chứ không phải là im lặng như bây giờ. Các đàn em của Nguyễn Tấn Dũng cũng nên chuẩn bị tiếp đón bảo vệ cho đàn anh mình, chuẩn bị phòng vệ hay cách phòng vệ tốt nhất là tiến công. Anh gió sẽ ở giữa cuộc chiến, hứa rằng bên nào yếu sẽ giúp một tay.